Xin chào các bạn, đây là game mô phỏng lái máy bay P3D và mình đang ngồi trên chiếc máy bay huấn luyện Cessna C-172. Đây là chiếc máy bay được rất nhiều trường đào tạo phi công sử dụng để huấn luyện học viên. Hôm nay mình sẽ thử khởi động chiếc C-172 từ chế độ Cool and Dark. Các bạn yêu thích nghề phi công cũng nên tìm hiểu về chiếc máy bay này đầu tiên. Đây là bên ngoài của chiếc Cessna C-172. Trước khi khởi động động cơ thì phi công phải tiến hành một loạt kiểm tra máy bay cả bên trong lẫn bên ngoài theo một checklist cho sẵn, tránh việc bỏ sót dẫn đến không đảm bảo an toàn khi bay. Trong màn chơi này thì coi như chiếc máy bay của mình đã được kiểm tra đầy đủ, chỉ còn việc khởi động mà thôi. Các bạn muốn tìm hiểu về các bước kiểm tra chiếc C-172 trước khi khởi động có thể vào kênh YouTube của phi công Lee Trần. Mình sẽ để link bên dưới trong phần mô tả của video này nhé. Cậu này là một phi công thật và thực hiện video hướng dẫn trên một chiếc C-172 thật luôn. Mình cũng đã đăng ký kênh của cậu ấy vì có nhiều kiến thức thực tế thú vị. Bây giờ mình sẽ thực hiện những bước cuối trước khi khởi động chiếc C-172. Gỡ hai bộ chốt bánh xe và tháo dây cố định máy bay. Và mình sẽ tháo nắp chụp ống pitot của chiếc C-172. Ống pitot của chiếc C-172 ở dưới cánh. Việc khởi động động cơ của chiếc C-172 cũng nên làm theo một checklist để tránh việc bỏ sót. Đầu tiên mình sẽ gỡ cái khóa cần điều khiển. Kiểm tra parking brake đã set. Các công tắc nguồn điện của chiếc C-172 bị khuất phía sau tay lái. Mình sẽ bấm vào gốc của tay lái để ấn tay lái đi cho dễ quan sát nhé. Bây giờ mình sẽ thực hiện khởi động động cơ. Đầu tiên xoay van chọn nhiên liệu về vị trí giữa để máy bay lấy nhiên liệu từ cả hai bình ở hai bên cánh. Đẩy cần này tới trước để mở van ngắt nhiên liệu. Kiểm tra cần ga, throttle và mixer của máy bay đã kéo ra hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ bật công tắc nguồn điện ắc quy của máy bay. Nguồn điện ắc quy đã được bật lên. Có điện rồi, mình sẽ bật công tắc đèn beacon light. Đèn beacon light ở trên đuôi của chiếc C-172 phát ánh sáng đỏ nhấp nháy, báo hiệu cho mọi người biết động cơ của máy bay sắp được khởi động. Tiếp theo mình sẽ bật công tắc bơm nhiên liệu phụ trợ của máy bay và đẩy hoàn toàn cần mixer tới trước. Điều này sẽ cung cấp một dòng nhiên liệu ổn định vào động cơ. Nếu động cơ mới tắt còn đang ấm thì không cần dùng đến bơm nhiên liệu phụ trợ. Sau khoảng 5 giây thì kéo cần mixer ra và tắt bơm nhiên liệu phụ trợ. Đẩy cần ga throttle tới trước một chút, khoảng 1/4 inch. Thường thì khi khởi động chiếc C-172, phi công sẽ dùng một tay để xoay chìa khóa điện và một tay để trên cần mixer và đẩy vào. Cần mixer này có công dụng điều chỉnh tỷ lệ hòa trộn giữa nhiên liệu và không khí để đưa vào buồng đốt. Càng đẩy tới trước thì tỷ lệ nhiên liệu so với không khí càng tăng. Điều đó có nghĩa là động cơ sẽ tiêu tốn nhiên liệu hơn, nhưng cũng giúp làm mát động cơ tốt hơn. Cần mixer này có công dụng tương tự như le gió ở xe số. Loại xe sử dụng bình xăng con chứ không phải phun xăng điện tử. Ai từng lái loại xe này chắc biết kinh nghiệm, khi động cơ khó khởi động thì kéo leo gió ra. Khi đó tỷ lệ oxy trong hỗn hợp nhiên liệu sẽ giàu hơn, buji dễ đánh lửa hơn. Tuy vậy trong game mình chỉ có một tay để cầm chuột xoay chìa khóa, do vậy mình sẽ đẩy cần mixer tới trước hết mức. Trước khi xoay chìa khóa để khởi động động cơ thì phải đảm bảo không có người đứng gần khu vực cánh quạt của máy bay. Phi công sẽ mở cửa để thò cổ ra ngoài và hét lớn để cảnh báo. Clear! Ok, đóng cửa lại và khởi động động cơ. Phi công có thể nhồi ga để động cơ dễ khởi động hơn. Ok, động cơ đã khởi động. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một số bước để cho máy bay chạy taxi ra đường băng. Ngoài đời thì tất cả các hoạt động của máy bay trên sân bay đều phải xin phép và phải làm theo lệnh của ATC qua radio, bao gồm cả việc xin phép khởi động động cơ. Trong màn chơi này thì coi như mình bỏ qua yếu tố ATC nhé. Tuy vậy mình vẫn thực hiện theo quy trình bật một số đèn trước khi chạy taxi, bao gồm đèn Navigation Light. Đèn Navigation Light ở chiếc C-172 gồm một đèn trắng ở đuôi và hai đèn màu xanh và đỏ ở hai bên cánh.
Các đèn này sẽ giúp cho các máy bay khác hoặc điều khiển không lưu có thể nhìn thấy hướng di chuyển của máy bay. Tiếp theo mình sẽ bật đèn taxi light. Đèn taxi light của chiếc C-172 được bố trí ở bên cánh trái của máy bay. Tiếp theo mình sẽ bật công tắc nguồn của hệ thống điện tử hàng không trên chiếc C-172. Và bây giờ mình sẽ cho máy bay chạy taxi ra đường băng để cất cánh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức phi công C-172 lái chiếc máy bay trên đường băng. Trước khi chạy taxi thì phải nhả parking brake. Các máy bay lớn thì có vô lăng riêng để điều khiển bánh xe mũi. Còn phi công chiếc C-172 thì dùng luôn bàn đạp rudder để xoay hướng bánh xe mũi. Nhấn phần trên của bàn đạp xuống để kích hoạt phanh đĩa ở bánh sau của máy bay. Bây giờ mình sẽ bấm để cho hiện lại cần lái và cho máy bay chạy taxi ra đường băng. Ok, bây giờ đẩy cần ga vào một chút để tăng lực động cơ. Mình sẽ dùng bàn đạp rudder để lái máy bay vào đúng tâm của đường lăn. Các bạn để ý biển báo ở hai bên đường lăn. Biển báo đó chỉ ra máy bay của mình đang ở trên đường lăn S1 và chuẩn bị tiến vào đường băng 11R sân bay Nội Bài. Mình sẽ cho hạ flap một nấc để chuẩn bị cất cánh. Thật ra để cất cánh bình thường thì chiếc C-172 không cần hạ flap. Đã tiến vào đầu đường băng 11R sân bay Nội Bài, phi công có thể phải dừng để chờ lệnh cất cánh từ Nội Bài Tower. Lệnh cất cánh có khi được cấp luôn khi máy bay còn chưa rẽ vào đường băng. Khi đó phi công sẽ cho máy bay chạy đà luôn. Chiếc C-172 chỉ cần chạy đà một quãng ngắn là có thể cất cánh. Vẫn còn chưa đến nhà ga T1 của sân bay Nội Bài. Bây giờ mình sẽ cho máy bay đi ngắm cảnh một vòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.